Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự hàng ngày của KTV. Toàn thể ban biên tập KTV xin thay mặt nhà báo Việt Thành kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự ngày hôm nay, thứ năm ngày 14 tháng 11, chúng tôi tiếp tục tới với quý vị các tin tức nổi bật về kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế. Đầu tiên là các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và câu hỏi Liệu tân chủ tịch nước Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần ngồi ghế nóng? Và phải chăng câu hỏi, vì sao chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió đặt ra mới đây đã bắt đầu có câu trả lời? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến nhắc nhở, dẫu là quan chức và ăn chơi là chuyện bình thường, nhưng tối thiểu các quan cũng phải biết, ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ. Đáng chú ý, Nạn nhân bị tấn công tình dục là một phụ nữ người Chile, làm nghề nhân viên dọn phòng trong một khách sạn sang trọng của chính phủ ở thủ đô Santiago de Chile. Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa rời địa phương. Nghi can lại đắc Tuấn, sau bữa ăn trưa, tại phòng ngủ đã có các hành vi lạm dụng tình dục không tiếp xúc nhưng mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của phụ nữ dọn phòng này. Cụ thể, ông Tuấn sau khi lên phòng rồi gọi nhân viên khách sạn. Khi nữ nhân viên vào phòng, lập tức anh này đóng cửa lại trong khi mặc đồ lót rồi ra hiệu bằng tay muốn đấm bóp điều đó đã khiến cho nhân viên khách sạn nghĩ là bị lạm dụng tình dục nên báo cảnh sát phải chăng việc ông lại đắc tuấn bị bắt ở chile vì lạm dụng tình dục có nhiều ý kiến cho rằng ông tuấn bị ai đó trong đảng cố ý gài bẫy với mục đích nhằm hạ bệ chủ tịch nước lương cường liên quan đến mối quan hệ giữa lực lượng công an và quân đội hai lực lượng chủ lực của hệ thống chính trị việt nam Tuy nhiên trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai lực lượng này được cho là luôn luôn cơm không lành, canh không ngọt. Vì sao lại nói như vậy? Công luận đặt câu hỏi, phe hưng yên của tổng bí thư Tô Lâm có bao nhiêu tướng và hưng yên hóa bộ máy lãnh đạo chẳng khác nào quân phiệt hóa liệu có đúng hay không? Và câu chuyện phong cách phong bạt của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, ông nào lên cũng chỉ đạo quyết liệt, đổi mới, quyết tâm cải cách nhưng cũng chỉ là những lời hứa nói cho vui, nói mà không chịu làm. Mới lên đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được 3 tháng, Tô Lâm liên tục có những phát ngôn chấn động như hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, kêu gọi đổi mới mạnh mẽ. Tại sao lại đánh giá như vậy và nói thế quá sớm hay không? Về bản tin quốc tế với chủ đề liên quan đến Đảng Cộng sản Trung Quốc và câu hỏi tân tổng thống Donald Trump sẽ đánh Trung Quốc như thế nào? Và tại sao sẽ là sai nếu nghĩ rằng ông Trump sẽ đánh Trung Quốc te tua là một ý nghĩ hời hợt, xuất phát từ mong ước chống Trung Quốc hơn là thực tế chính trị cường quốc, sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Ngoài ra, chúng tôi còn đến với quý vị các nội dung phân tích, bình luận quan trọng khác. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu chương trình bằng bản tin thời sự. Và thưa quý vị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho rằng mức phạt 7 triệu 500 ngàn đồng hiện nay đối với cá nhân đưa tin giả, tin sai sự thật chưa đủ dân đe và cần phải xử lý nghiêm hành vi như thế bất kể đã gây hiệu quả hay chưa theo ông quang hành vi phát tán tin giả và tin sai sự thật lên mạng xã hội tác động tiêu cực tới tâm trạng xã hội cũng như tình hình an ninh trật tự ảnh hưởng xấu đến phát triển kinh tế một luật sư nhân quyền ở trong nước người không muốn công khai danh tính vì lý do an ninh nói với rfa qua tin nhắn nếu giao cho một cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định tin đúng sự thật là gì hoặc một cơ quan giám định tin nào là giả hoặc sai sự thật thì cũng không giải quyết được vấn đề cốt lõi là tính chính xác của sự kiện mà tin đưa ra có thể tin đúng thật nhưng chính nhà nước chỉ đạo cấm đưa tin thì tiếng nói của cơ quan có thẩm quyền không thể là tiêu chuẩn hoặc cơ sở để kết luận đâu là tin giả tin sai sự thật ông cũng cho rằng việc không xem xét hậu quả xảy ra của hành vi sẽ đưa đến tình trạng lạm quyền chủ quan và tùy tiện khi quyết định hình phạt, khiến luật pháp trở thành công cụ của cường quyền buộc xã hội phải tuân thủ ý chí chủ quan của người thực thi pháp luật. Trong thư gửi trả lời Liên Hiệp Quốc vào ngày 1 tháng 11 sau khi ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc gửi thư chung cáo buộc Việt Nam bắt bà Hoàng Thị Minh Hồng với cáo buộc trốn thuế mang động cơ chính trị, chính phủ Việt Nam khẳng định không đàn áp giới hoạt động bảo vệ môi trường và việc bỏ tù nhà hoạt động Hoàng Thị Minh Hồng là do bà vi phạm pháp luật. Hà Nội nói bà Hồng và tổ chức Gen hoạt động xuân sẻ từ năm 2013. Việc truy tố và tạm giam bà là do vi phạm pháp luật về thuế. Hà Nội cũng nói sau khi kết án 3 năm tù giam, bà Hồng không kháng cáo và tự nguyện khắc phục số tiền 3,5 tỷ đồng. Thừa nhận bộ máy hành chính công kênh sao mãi không sửa được do Trung Khang thực hiện. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khi phát biểu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội hôm 26 tháng 10 năm 2024 đã cho rằng chưa có nước nào có đơn vị cấp xã, huyện, tỉnh nhiều như Việt Nam. Theo con số thống kê của Bộ Nội vụ, năm 2023, ở Việt Nam có 2.257.182 cán bộ công chức, viên chức và chuyên viên hưởng lương nhà nước ở các cấp. Một điểm khác biệt giữa Việt Nam và các quốc gia phát triển thuộc nhóm Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD trong vấn đề bộ máy hành chính nằm ở thể chế chính trị có một điều mà hiện nay bà bộ trưởng chưa nói đó là việc song hành bộ máy Đảng và nhà nước. Nhà nước có bộ máy gì cấp nào thì Đảng cũng có bộ máy tương tự như vậy để quản lý, giám sát nhà nước. Hơn thế nữa thì Việt Nam còn có 4 tổ chức chính trị xã hội đó là công đoàn, thanh niên, phụ nữ, hội cựu chiến binh là những tổ chức cũng được ngân sách nhà nước trợ cấp và cũng tổ chức từ cấp xã cho lên đến cấp trung ương. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương từ năm 1993 đến năm 2002, nhận định với Đại Châu Tự Do. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, các bộ máy song hành của đảng và nhà nước nên tổ chức lại để tinh gọn hơn và hoạt động có hiệu quả hơn. Các quốc gia trên thế giới đều tổ chức các đơn vị hành chính ở địa phương nhằm mục đích triển khai việc thực hiện quyết định của các cơ quan lãnh đạo nhà nước, việc phân cấp cho địa phương nhằm giảm bớt công việc cho các chính phủ. Tuy nhiên khác với Việt Nam, ở các nước dân chủ, cộng đồng dân cư được phép tổ chức các công việc liên quan đến cộng đồng mình thông qua cơ quan tự quản địa phương do người dân trực tiếp bầu ra. Đối với lại các nước khác thì tôi nghĩ rằng là họ không có tổ chức trung ương tỉnh huyện xã, họ tổ chức là trung ương tỉnh rồi thì có một cấp họ gọi là quận thì những các cái cấp như vậy là sẽ quản lý trực tiếp và lại rằng là hiện nay với kinh tế số và chính phủ điện tử thì họ hoàn toàn có thể quản lý rất hiệu quả mà không cần phải có một cái cấp nào. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh giải thích: "Hiện nay thì chỉ còn có Cuba với lại Trung Quốc có bộ máy giống như ta còn bắc triều tiên thì tôi không muốn so sánh bởi vì yeah. họ xa với chúng ta quá yeah. các cái các hoạt động và tổ chức của họ ta không thể so sánh với họ được đối với lại hai cái nước ấy thì tôi không có điều kiện để so sánh và nghiên cứu kỹ tôi nghĩ rằng là uh, hoàn toàn chúng ta có thể là giảm bớt được nhất là đối với lại trung quốc thì tôi thấy họ đã có là vận dụng chính phủ dân tử và họ đã có tinh giảm bộ máy một cách rất có hiệu quả. Ông nói thêm, Tổng bí thư Tô Lâm khi phát biểu tại phiên thảo luận ở Quốc hội hôm 31 tháng 10 năm 2024 cho rằng phải tiếp tục tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực đầu tư phát triển. Theo ông Tô Lâm, bộ máy công kền kiềm hãm sự phát triển. Một số nhà quan sát khi trả lời đã cho tự do từng cho rằng việt nam rất khó để thu gọn bộ máy hành chính công kênh vì đây là vành đai bảo vệ thể chế bảo vệ chế độ theo tiến sĩ vũ việt nam muốn tinh giản bộ máy hành chính của mình thì thứ nhất là giảm lực lượng công an và an ninh đội ngũ tuyên truyền cũng là đối tượng cần loại bỏ nếu muốn tinh giản bộ máy theo tiến sĩ vũ những lực lượng này không tồn tại ở các nước dân chủ đây là những lực lượng ăn lương nhà nước nhưng ngược lại chỉ làm mỗi việc là kéo nền văn minh của đất nước đi thụt lùi. Thứ ba theo ông Vũ là bãi bỏ các trợ cấp cho các hội đoàn, thứ tư là bãi bỏ các cơ quan hành chính cấp xã và gộp lại các tỉnh thành các vùng. Mỗi chính quyền vùng phụ trách vài tỉnh. Chính quyền lúc này sẽ chỉ có 3 cấp là quốc gia, vùng và huyện. Thứ năm là tinh giản số lượng công chức bằng cách số hóa các hoạt động hành chính. Thứ sáu là đối với một số lĩnh vực thay vì duy trì lực lượng công chức chính quyền có thể khoán hợp đồng cho tư nhân hoặc khuyến khích sự tham gia của tư nhân vào quá trình thi hành chính sách Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb.avongrfa.org. Toàn ban cùng Nguyễn Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. You have been to Radio Free Asia. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và câu chuyện phong cách phong bạt của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nào lên cũng chỉ đạo quyết liệt đổi mới, quyết tâm cải cách, nhưng cũng chỉ là những lời hứa nói cho vui. Nói mà không chịu làm. Mới lên đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được 3 tháng, Tô Lâm liên tục có những phát ngôn chấn động như hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, kêu gọi đổi mới mạnh mẽ. Tại sao lại đánh giá như vậy và nói thế quá sớm hay không? Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung về Tổ quốc, đất nước, quốc gia, dân tộc, nhà nước, chế độ Đảng cầm quyền. Đây là những kiến thức cũng như khái niệm cho những ai quan tâm đến chủ đề và vận mệnh đất nước cần phải biết ai trong đời cũng được nghe từ tổ quốc nhiều lần một danh từ thiêng liêng của dân tộc sau đây là câu trả lời tổ quốc một không gian có đất nước do tổ tiên để lại nơi sinh ra tổ tiên nguồn cội dân tộc tên tổ quốc biết là đến từ đâu từ dân tộc nào nhà nước có thể mất đi theo xu thế phát triển của nhân loại nhưng tổ quốc còn mãi vì nó không mang một hệ tư tưởng chính trị quốc gia là một không gian liên đới một tương lai chung có chủ quyền lãnh thổ có nhà nước quản lý quốc gia trên nhà nước và chế độ. Danh từ đất nước đồng nghĩa với tổ quốc cũng nói về cội nguồn dân tộc. Đất nước khác với nhà nước, khái niệm này dễ bị nhầm lẫn. Tổ quốc và đất nước cao hơn tất cả, giống nhau về định nghĩa. Nhà nước là một tổ chức xã hội được giai cấp thống trị thành lập nhằm thực hiện quyền lực chính trị của đảng cầm quyền. Ví dụ như Đảng Cộng sản Việt Nam lập ra nhà nước Việt Nam Cộng sản là nhà nước để cai trị và chiếm đóng nên mang tính giai cấp. Nếu nhà nước dân chủ thì không mang tính giai cấp vì nó là của chung của tất cả mọi người trong đất nước. Nhà nước là tổ chức quyền lực của một đảng nếu là độc tài tài toàn trị như ở Việt Nam. Nếu ở xã hội dân chủ thì nhà nước của tất cả các đảng phái nên mang tính dân chủ trung tính. Dân tộc là một cộng đồng người có nguồn gốc địa lý chia sẻ một tiếng nói và chữ viết cùng chủng tộc. Ví dụ như dân Việt Nam da vàng, người châu Á, dân châu Âu da trắng mũi cao, mắt xanh, dân tộc để phân biệt người đó nguồn gốc ở đâu đáng là một tổ chức chính trị của những người có lý tưởng giống nhau cùng thực hiện một dự án tư tưởng cho đất nước nhà nước chế độ chính quyền thay đổi theo thời gian theo xu thế phát triển xã hội loài người nhưng tổ quốc vĩnh viễn tồn tại tổ quốc là cội nguồn dân tộc từ hàng nghìn năm không mang một hệ chính trị nào là của chung tất cả mọi người mọi dân tộc trong một phạm vi lãnh thổ một không gian chung liên đới nói chung là tổ quốc cao nhất không thay đổi theo thời gian. Nhà nước, chính quyền, chế độ đồng nghĩa với nhau có thể thay đổi theo xu thế chung của nhân loại. Như các chế độ độc tài toàn trị sẽ thay đổi về dân chủ đa nguyên thì nhà nước sẽ là của chung tất cả các đảng phái nên gọi là nhà nước, chế độ chính quyền dân chủ tự do. Nhà nước cộng sản thường xuyên đồng hóa đảng cộng sản ngang hàng với tổ quốc, đất nước là sai trái, lừa đảo người dân để cai trị. Ai không đồng ý bị gọi là thế lực chống phá, phản động, phản lại tổ quốc, dân tộc, đất nước. Những từ ngữ này sẽ không có trong nhà nước, chính quyền dân chủ đa nguyên. Nhà nước Việt Nam xuất hiện cách đây khoảng 2.700 năm, trải qua hàng trăm triều đại. Nhà nước Cộng sản mới thành lập từ 1945, sau khi cướp chính quyền từ chính phủ thân nhật Trần Trọng Kim. Tồn tại cho tới ngày nay, 7.9 năm 1945-2020. Chế độ độc tài toàn trị Cộng sản sẽ không tồn tại lâu theo quy luật không thể cưỡng lại của xu thế phát triển văn minh nhân loại. Sự thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam là sự bất biến hàng nghìn năm lịch sử. Các triều đại, nhà nước thay nhau sụp đổ theo dòng chảy vận nước, nhưng Tổ quốc, hai tiếng thiêng liêng vẫn tồn tại cùng dân tộc Việt Nam đến ngày nay và mãi mãi sau này. Tổ quốc Việt Nam là bất biến, cao hơn tất cả các định nghĩa nhà nước, chính phủ, chế độ chính quyền. Hiểu biết những khái niệm này nâng cao dân trí, khi tranh luận sẽ đồng quan điểm với nhau, tránh xung đột không cần thiết. Và thưa quý vị, câu chuyện phong cách phong bạt của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông nào lên cũng chỉ đạo quyết liệt đổi mới, quyết tâm cải cách, nhưng cũng chỉ là những lời hứa nói cho vui, nói mà không chịu làm. Mới lên đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam được 3 tháng, Tô Lâm liên tục có những phát ngôn chấn động như hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, kêu gọi đổi mới mạnh mẽ. Ví dụ, hồi 21 tháng 10, Tô Lâm đứng trước Quốc hội tuyên bố rằng cần phải sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố rằng có ba điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là thể chế, hạ tầng và nhân lực. Trong đó, thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Hoặc như ngày 4 tháng 8, một ngày sau khi nhận chức Tổng Bí Thư, Tô Lâm có bài viết đầu tiên mang tên Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ công bằng văn minh trong đó họ tô kêu gọi tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tăng cường công khai minh bạch thông qua chuyển đổi số nhiều người mới nghe thì tưởng rằng ông tô lâm quyết tâm lắm muốn cải cách thể chế canh tân việt nam nhưng cần nhớ rằng cố tổng thống nguyễn văn thiệu từng có câu nói bất hủ đừng nghe những gì cộng sản nói hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm Tô Lâm là người đứng đầu Cộng sản Việt Nam, nên đừng vội tin những lời Tô Lâm nói. Ngày 19 tháng 8, hai tuần sau những phát biểu hùng hồn lúc mới nhận chức của Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặt câu hỏi. Bây giờ, ai đi đâu cũng nói hoàn thiện thể chế. Hoàn thiện cái gì, hoàn thiện ở đâu phải chỉ ra. Dĩ nhiên, ông Mẫn làm sao mà dám bắt lỗi việt vị của sếp lớn Tô Lâm nhưng câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã vô tình vạch mặt những lời hoa mỹ phong bạt của ông Tổng Bí Thư. Ông kêu gọi cải cách, hoàn thiện thể chế, nhưng cải cách, hoàn thiện chỗ nào thì ông không chỉ ra được, nói chung chung thì ai chẳng nói được. Về điểm nghẽn trong nhân lực thì Tô Lâm cũng cho rằng không tinh gọn bộ máy không phát triển được nên cần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư bộ máy cồng cành sẽ kìm hãm sự phát triển. Nhưng trong kỳ họp quốc hội đầu tháng 11 này, thì đại biểu quốc hội Hà Sĩ Đồng lại cho biết là chưa có đề xuất nào tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn nhân lực. Bao nhiêu năm qua, chúng ta nói rất nhiều đến sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương. Báo cáo của Bộ Nội vụ tại kỳ họp này nói rằng, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Có nhiều phát biểu tranh luận kéo dài về phong, chữa bệnh cán bộ công chức sợ sai, sợ trách nhiệm. Nhưng kết quả xếp loại chất lượng công chức trong năm 2023 chỉ có 6,57% là không hoàn thành nhiệm vụ, còn lại đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ông Đồng nói trước Quốc hội ngày 4 tháng 11. Vậy trong nhận định của đại biểu Quốc hội Hà Sĩ Đồng cho thấy hai vấn đề. Thứ nhất là Tô Lâm, Phong Bạt chỉ đạo cho có tỏ ra muốn quyết liệt cải cách nhưng không hề có đề xuất nào rõ ràng cụ thể để chấn chỉnh sửa đổi tổng bí thư muốn làm cho ra ngô ra khoai thì phải làm theo nguyên tắc năm what plus một h what where when who how chỉ coi phải sửa cái cái gì sửa chỗ nào tại sao phải sửa thời hạn sửa tới khi nào xong ai sửa ai chịu trách nhiệm và sửa bằng cách nào hình thức chịu trách nhiệm là gì đi tù hay chỉ bị khiển trách chung chung thứ hai là bộ nội vụ báo cáo láo Hệ thống xếp loại đảng viên bị lỗi kỹ thuật, lấp liếm lừa dân. Đánh giá, xếp loại kiểu gì mà lúc nào cũng hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm 2023, chỉ có 6,57% cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, tức là có hơn 93% hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Mà tại sao nhìn lại tổng thể thì như nồi cháo heo, chẳng đâu vào đâu. Vậy thì phải coi lại công thức, quy trình đánh giá đảng viên, cán bộ quan chức, Coi lại coi có chuyện hối lộ cán bộ thanh tra không? Chứ nói nhân sự là điểm nghẽn mà ai cũng hoàn thành nhiệm vụ thì nghẽn chỗ nào? Ai cũng giỏi thì biết đuổi ai? Hay lẽ nào ông Tô Lâm nói sai về những thuộc cấp toàn đức, toàn tài kia? Cuối cùng, dù thế nào thì cũng không thể tin chuyện Tô Lâm quyết tâm đổi mới, thay đổi theo chiều hướng tích cực. Mà cần hiểu rằng, khi Tô kêu gọi hoàn thiện thể chế, tức là vẫn giữ chế độ độc tài cộng sản nhưng sẽ đàn áp nhân quyền trấn lột người dân nặng nề hơn. Nếu có cải cách, thì lão đại tướng công an này sẽ cải cách theo hướng ngày càng chuyên chính hơn, để người dân không thể cựa mình thoát chế độ độc tài công an toàn trị. Nhà giáo Thái Hạo từ Huế trên trang Facebook cá nhân đã mạnh dạn đề nghị hãy để người dân được thực sự tham gia vào giám sát, quản lý bộ máy nhà nước, quản lý và xây dựng xã hội. Theo tác giả, mấy hôm nay báo chí đồng loạt đăng tải lời phát biểu của ông Tổng Bí Thư Tô Lâm về tình trạng 70% ngân sách đang phải dùng để chi cho một bộ máy nhà nước công cành, kém hiệu quả và đòi hỏi cấp bách phải tinh gọn. Nuôi nhau hết rồi còn đâu mà tiền, còn có 30%. Tiền đâu để quốc phòng an ninh, tiền đâu để xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Theo tác giả Thái Hạo, tôi nghĩ cách nhanh nhất, dễ nhất, đơn giản nhất và hiệu quả nhất để tinh gọn bộ máy và tiết kiệm ngân sách mà chi cho quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội là hãy để người dân được thực sự tham gia vào giám sát quản lý bộ máy nhà nước quản lý và xây dựng xã hội nói chung thực sự tức là không phải chỉ dừng lại trên giấy và khẩu hiệu tức là người dân phải có tiếng nói phải được quyền lên tiếng thông tin đưa tin phản ánh về mọi vấn đề mà họ nhìn thấy nghe thấy gặp thấy phải có luật và cơ chế để bảo vệ và tạo mọi điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình lúc ấy chính họ sẽ làm thay rất nhiều công việc của các bộ phận cơ quan ban ngành đoàn thể hay nói cách khác là không cần đến những ban bể ấy nữa trên thế giới không có một bộ máy nhà nước nào dù hiện đại khoa học và tiến bộ đến đâu mà có thể quản lý giám sát tự làm trong sạch bản thân và giải quyết được tất cả các vấn đề của xã hội nếu thiếu đi tiếng nói của người dân để người dân trực tiếp tham gia vào quá trình này là một cách rất khôn ngoan nhà nước chỉ cần một lực lượng để lắng nghe thu thập tiếp nhận và một lực lượng xác minh giải quyết xử lý các thông tin do người dân công khai nhàn ra rất nhiều khỏe ra rất nhiều lại luôn được dân ủng hộ và đồng lòng đồng hành lúc ấy mọi việc sẽ đâu vào đó bộ máy được tinh gọn người dân được phát huy quyền làm chủ ý nghĩa của chữ dân chủ sẽ đi vào thực tế rất nhiều việc người dân có thể làm thay và có thể làm tốt hơn nhà nước như từ thiện bảo vệ môi trường tổ chức giáo dục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa bản địa chỉ cần cho họ một cơ chế với bộ khung pháp lý tốt xã hội sẽ lập tức tràn trề sinh lực mỗi người dân sẽ làm việc như một công chức không lương nhưng hào hứng vui vẻ và đầy tinh thần phụng sự do thuộc tính nội tại của mình những bộ máy quan liêu không thể phát huy được hiệu quả công việc tiền cứ chi nhưng không ra việc thậm chí còn làm hỏng việc dùng sức dân thì khỏe hơn nhiều lợi hơn nhiều người dân việt nam rất hiền lành giàu lòng tin nhiều thiện trí và luôn tích cực đóng góp. Chỉ cần một tín hiệu nhỏ nào đó được phát ra về việc sẽ thay đổi để hướng đến sự tốt đẹp, như những phát biểu của ông TBT thời gian qua đã làm không ít người, ngay cả những người khó tính, trở nên hy vọng và có phần hào hứng không giấu nổi. Ngừng chụp mũ, những người dân phản ánh và nhiệt tình góp ý là xuyên tạc, là chống phá. Đừng để lợi ích nhóm và quyền lực cá nhân bóp nghẹt tiếng nói của họ. Không gây sợ hãi, không gây bất an, tạo cho người dân một tâm thế luôn sẵn sàng lên tiếng mà không lo lắng gì về việc bị trù dập, đàn áp. Đó là cách. Lúc ấy, nhà nước sẽ có một lực lượng gần trăm triệu giám sát viên, điều tra viên làm việc không công và làm việc một cách vui vẻ, đầy hứng khởi. Tôi không nghĩ là lại có người Việt Nam nào sẽ lợi dụng dân chủ để chống phá cả. Vì thực ra, cái họ mong cầu chỉ là một cuộc sống lành mạnh, công bằng, tốt đẹp. Được làm chủ rồi, tức là được giám sát và quản lý, thì ai mà dỗi hơi đi chống phá làm gì? Không những thế, nhà nước sẽ có một lực lượng đồng minh đông đảo chưa từng thấy, luôn sát cánh, đồng hành và tận tụy mà không đòi hỏi bất cứ đồng thủ lao nào. Người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin như hiến pháp đã quy định. Có những trường hợp người dân có thể không có đầy đủ thông tin, thông tin phiến diện, họ có thể đánh giá chưa sát tình hình, họ có thể nhận định chưa chuẩn về vấn đề nào đó. Nhưng dù thế, việc họ đưa tin và có tiếng nói sẽ chỉ luôn có lợi cho nhà nước trong quản lý và điều hành xã hội. Tuyệt nhiên không có điều gì hại cả. Có những người cố tình bịa đặt thông tin để nhằm mục đích xấu, xấu thì đã có luật pháp cứ mang luật ra mà xử. Tôi gọi sự tham gia tích cực và miễn phí này của người dân là một nền hành chính không công. Người dân sẽ làm thay đội ngũ công chức một phần rất lớn công việc mà hiện các bộ phận này đang làm không hiệu quả, nhưng vẫn phải trả công. Có sự tham gia của gần 100 triệu công chức không công rồi thì bộ máy sẽ dễ dàng tinh giản đây, vì không cần đến nữa. Tiền chi cho quốc phòng, cho xóa đói giảm nghèo, cho an sinh sẽ có và có nhiều. Việc đơn giản nhưng có ý nghĩa to lớn này có thể làm ngay và sẽ thấy hiệu quả lập tức mà không cần chờ đợi, không cần lý luận rườm rà. Và liên quan đến mối quan hệ giữa lực lượng công an và quân đội hai lực lượng chủ lực của hệ thống chính trị Việt Nam Tuy nhiên trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai lực lượng này được cho là luôn luôn cơm không lành, canh không ngọt. Vì sao lại nói như vậy? Công luận đặt câu hỏi, phe Hưng Yên của Tổng Bí Thư Tô Lâm có bao nhiêu tướng và Hưng Yên hóa bộ máy lãnh đạo chẳng khác nào quân phiệt hóa. Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung Quốc hội Việt Nam thông qua ngân sách nhà nước 2025. Quốc hội Việt Nam ngày thứ Tư, 13 tháng 11 thông qua bản ngân sách năm 2025, được đại biểu nhân dân nhất trí với bản dự thảo. Theo bản tin chinh phu.vn, ngân sách nhà nước Việt Nam năm 2025, tổng số chi ngân sách nhà nước là 2,548,958 tỷ đồng, khoảng gần 101 tỷ. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 471,55 tỷ đồng, khoảng 18,67 tỷ, tương đương 3,8% tổng sản phẩm trong nước. Trong khi đó, Số thu ngân sách nhà nước qua các loại thuế phí chỉ dự trù được 1,966,8839 tỷ đồng, khoảng 77,88 tỷ. Căn cứ theo hối suất 25,25 pu đồng ăn 1 đô la Mỹ ngày 13 tháng 11, 2024. Hiện chưa thấy Bộ Tài chính Việt Nam công bố các con số chi tiết để thấy ngân sách kể trên được phân chia thế nào hầu nuôi quần máy công cành một cổ hai chồng Quần máy nhà nước và guồng máy đảng song hành suốt một dọc từ trên xuống dưới. Bên nhà nước có cơ quan gì thì bên đảng có cơ quan tương đương. Tuy nhiên, nếu có được công bố trên trang mạng của Bộ Tài chính Việt Nam sau này, ngân sách của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an thường xuyên bị che đậy. Những con số thật, trong khi dân còng lưng nuôi guồng máy đảng mà người ta không bao giờ thấy nó xuất hiện trên bản liệt kê chi ngân sách. Năm ngoái, ngày 10 tháng 11, 2023 và chỉ được công bố chi tiết vào tháng 12 cùng năm. Khi thông qua ngân sách của chế độ năm mươi p người ta thấy giáo dục chỉ được chi khoảng 8%, trong khi Bộ Công an được chi tới 12% ngân sách. Ngân sách y tế và giao thông cũng bị giảm. Quần máy công an ngày càng phình to hơn, cho thấy chế độ Hà Nội lúc nào cũng sợ người dân nổi lên lật đổ chế độ độc tài đảng trị. Hai năm trước, Viện nghiên cứu chính sách ở Hà Nội nói rằng hàng năm, nhà cầm quyền trung ương bỏ ra khoảng 14.000 tỷ đồng để nuôi các tổ chức ngoại vi của Đảng. Thật ra, từ năm 2016, tờ Tuổi Trẻ đã đề cập đến con số đó với lời lẽ kêu rên là cái bầu sữa ngân sách cứ phải nuôi cho một rừng những kẻ ăn không ngồi rồi ở các hội đoàn nhà nước cho đến bao giờ. Theo thống kê trên tờ Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 7 năm 2016, Việt Nam có khoảng hơn 52.000 hội đoàn từ trung ương xuống tới các địa phương được nuôi sống toàn phần hay một phần từ ngân sách nhà nước. Tư nhân không được thành lập hội đoàn nằm ngoài cái hệ thống chỉ huy của đảng. Ngân sách nhà nước Việt Nam năm 2023 trong mục chi có khoản chi hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội. Nghề nghiệp là 92,097 tỷ đồng hay khoảng 4 tỷ UME. Dù vậy, người ta không biết đích xác những con số đó có phải là những con số thật hay chỉ là những con số không thật mục đích đưa ra trong các bản báo cáo để tuyên truyền liên quan đến tin tức nội chính tin đầu tiên liên quan đến cựu bộ trưởng giao thông vận tải bị đề nghị kỷ luật ủy ban kiểm tra trung ương đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Nguyễn Văn Thể bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương cựu bộ trưởng bộ giao thông vận tải vinexpress đưa tin ông Thể giữ chức bộ trưởng bộ giao thông vận tải từ tháng 10 2017 tới tháng 10, 2022. Quyết định này được đưa ra trong kỳ họp thứ 50, 11, 13, 11 của Ủy ban này. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, trong tổ chức thực hiện các gói thầu, dự án do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Ngoài ông Thể, nhiều người khác đã bị kỷ luật, trong đó nặng nhất là ông Nguyễn Quang Huy, bí thư đảng ủy, giám đốc ban quản lý dự án 4, và ông Vũ Hải Tùng, bí thư đảng ủy, tri cục trường, tri cục quản lý đầu tư xây dựng đường bộ, đã bị khai trừ ra khỏi đảng. Vụ Thuận An là một trong những đại án được cho là đã dẫn tới việc ông Vương Đình Huệ mất chức. Trong một thông báo cuối tháng 10, số tiền đã thu giữ trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử vụ Thuận An là 91,57 tỷ NT và 130.000 USD. Vậy tại sao Nguyễn Văn Thể, bí thư đảng ủy khối các cơ quan trung ương, một nhân sự con cưng của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, lại bị đề nghị kỷ luật? Theo báo dân Việt dẫn thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để bộ và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện các gói thầu dự án do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Theo đó, một số cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ chủ chốt của Bộ Giao thông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải thi hành kỷ luật, thông cáo nêu. Về trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, ông Lê Đình Thọ, cựu Thứ trưởng Giao thông Vận tải và một số tổ chức đảng, đảng viên ban ngành liên quan khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ban cán sự Đảng Bộ Thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 và ông Nguyễn Văn Thể. Ngoài ra, hàng loạt cán bộ, đảng viên khác thuộc Bộ Giao thông có liên quan bị kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Thể được Đảng cho nhận ghế Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương ngay khi vừa rời vị trí Bộ trưởng Giao thông vận tải Việt Nam hôm 21 tháng 10 năm 2022. Theo Wikipedia. Đảng ủy khối các cơ quan trung ương là cơ quan giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nhằm phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của đảng, xây dựng đảng bộ. Theo báo Thanh Niên, ông Thể, thay ghế của ông Huỳnh Tấn Việt, cựu bí thư Phú Yên, trong lúc ông Nguyễn Văn Thắng, bí thư Điện Biên, ngồi vào vị trí của ông Thể. Đáng lưu ý, Tuy ông thể được bà Trương Thị Mai ca ngợi, nhưng theo truyền thông trong nước, nghị quyết về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thể trong phiên họp quốc hội hôm 21 tháng 10. Hai ngày năm 22, được 4 59 trong số 463 đại biểu có mặt tán thành. Con số này tương ứng 92,2% tổng số đại biểu quốc hội Việt Nam. Vài ngày trước đó, các báo ở Việt Nam đồng loạt dẫn phát ngôn của ông Bùi Văn Cường, tổng thư ký quốc hội, rằng ông Thể rời ghế bộ trưởng giao thông vận tải giữa nhiệm kỳ là theo nguyện vọng cá nhân. Tuy vậy, việc ông thể mau chóng nhận ghế mới, cho thấy đây có thể là thỏa hiệp của ông này để rời ghế bộ trưởng được coi là ngon ăn, vì nắm trong tay quyền quyết định nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Và thưa quý vị, liên quan đến mối quan hệ giữa lực lượng công an và quân đội 2, lực lượng chủ lực của hệ thống chính trị Việt Nam. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa hai lực lượng này được cho là luôn luôn Cơm không lành, canh không ngọt. Vì sao lại nói như vậy? Ngày 11 tháng 11, RFI tiếng Việt loan tin, đại biểu quân đội so bì với ngành công an về cấp bậc. Theo RFA, một đại biểu quốc hội kiêm đại tá quân đội đã yêu cầu phong tướng cho chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trọng điểm. RFA cho biết, yêu cầu trên được nêu ra trong một phiên họp quốc hội ngày 5 tháng 11, khi quốc hội đang thảo luận về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể, ông Lữ Văn Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu, đồng thời mang quân hàm đại tá quân đội, thắc mắc vì sao giám đốc công an các tỉnh thành trọng điểm thì mang quân hàm thiếu tướng, trong khi cùng các địa phương đó, chỉ huy quân sự chỉ mang hàm đại tá. RFA dẫn luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện hành. Theo đó, tỉnh đội trưởng mang quân hàm đại tá. Trong khi đó, luật công an nhân dân năm 2018 quy định phong cấp thiếu tướng cho các giám đốc công an ở những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các địa phương được phân loại là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Đề nghị trên của đại biểu Lữ Văn Hùng đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang bác bỏ. Với lý do, nếu thực hiện thì sẽ vượt trần số lượng sĩ quan cấp tướng mà Bộ Chính trị cho phép. Theo quy định của Bộ Chính trị, quân đội không được phép có quá 415 sĩ quan cấp tướng. Theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật công an nhân dân được thông qua vào tháng 6 tháng 2023. Lực lượng công an được nâng con số vị trí cấp tướng từ 199 lên 295. RFI dẫn nhận xét của các nhà quan sát chính trị Việt Nam cho rằng quân đội và công an đang là tâm điểm của cuộc cạnh tranh quyền lực thượng tầng. Hai lực lượng này hiện chiếm đa số trong các cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản, gồm Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương. Các vị trí đứng đầu đảng và nhà nước hiện cũng do người của hai lực lượng này nắm giữ, với chức Tổng Bí Thư do Đại tướng Công an Tô Lâm đảm nhiệm và chức Chủ tịch nước thuộc về tướng quân đội Lương Cường. Liên quan đến mối quan hệ truyền thống giữa quân đội và công an ngày 9 tháng 9, BBC tiếng Việt cho hay, quân đội chuyên chống kẻ địch bên ngoài, còn công an chủ yếu chống kẻ địch bên trong. BBC dẫn nhận định của một nhà quan sát chính trị cho rằng trong cấu trúc quyền lực hành pháp của Việt Nam, Bộ Quốc phòng là quan trọng nhất, rồi đến Bộ Công an, tiếp theo là Bộ Ngoại giao. Giáo sư Zachary Abuza từ Mỹ cho rằng, sự kèn cựa giữa hai lực lượng vũ trang một phần do sự cạnh tranh về quyền lực và tài nguyên. Đó là bản chất của sự cạnh tranh quan liêu. Bộ Công an xem mình là người bảo vệ của chế độ. Quân đội thì nhấn mạnh lịch sử chiến đấu và giành độc lập. Về cách nhìn nhận của công chúng, theo BBC quân đội dường như có hình tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân hơn là công an người ta thường gọi thân tình chú bộ đội bởi lẽ quân đội nhân dân việt nam là một tổ chức được tôn kính với lịch sử lẫy lừng trong việc giúp giành lại độc lập cho việt nam ngược lại theo giáo sư abuja đa phần người dân không có thiện cảm với công an vì bộ công an là một cơ quan quan liêu khổng lồ với quyền lực bao trùm giáo sư abuja đánh giá Việc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chiếm phần đông trong các cơ quan chủ chốt của Đảng, bao gồm Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, cho thấy sự bất an của chế độ về vấn đề an ninh nội địa và mối đe dọa của cách mạng màu và diễn biến hòa bình. Công luận đặt câu hỏi, phe hưng yên của Tổng Bí thư Tô Lâm có bao nhiêu tướng và hưng yên hóa bộ máy lãnh đạo chẳng khác nào quân phiệt hóa. Hiện nay, hưng yên có 7 người trong Trung ương Đảng là Tô Lâm, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc, Hoàng Xuân Chiến Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Hải Ninh, Đỗ Tiến Sĩ. Trong đó có hai người là ủy viên Bộ Chính trị. Chỉ tính những người trong Trung ương Đảng, Hưng Yên có đến năm 27 là tướng công an và quân đội. Đấy là chưa kể đến những nhân vật còn đang xếp hàng chờ Tô Lâm đẩy vào Trung ương Đảng. Trong đó có ông Vũ Hồng Văn, thiếu tướng công an. Thực tế, Tô Lâm đang xây dựng bộ khung Hưng Yên dựa vào các tướng công an làm nòng cốt. Bộ khung bên trong gồm Tô Lâm, Tổng Bí thư, Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Nguyễn Duy Ngọc đang được nhắm đến ghế Thường trực Ban Bí thư trong tương lai gần. Bộ khung bên ngoài gồm hai tướng quân đội, Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Trung ương Đảng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Tô Lâm đang nỗ lực hết sức để đưa ông Hoàng Xuân Chiến vào ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, còn ông Nguyễn Hồng Thái vào ghế Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới với tô lâm bộ công an là căn cứ địa còn bộ quốc phòng là nơi ông đang tìm mọi cách để chiếm giữ trước đây khi phe phan văn giang và phe lương cường đấu nhau thì hoàng xuân chiến mất hút không khả năng cạnh tranh tuy nhiên thời thế đổi thay sau khi tô lâm bất ngờ làm phản chiếm ghế tổng bí thư thì thế và lực của hoàng xuân chiến nâng lên đáng kể tuy nhiên ông vẫn chưa thể là đối thủ của phan văn giang tại bộ quốc phòng trước đây Tô Lâm phải tìm mọi cách chiếm giữ ban bí thư dựa trên căn cứ địa vững chắc tại Bộ Công An. Nay, ban này đã nằm gọn trong tay Tô Lâm và ông đang chỉnh sửa căn cứ địa mới này để không còn ai có thể cản đường ông ở nơi đây. Chắc chắn một ngày không xa, ban bí thư sẽ là căn cứ địa vững chắc cho Tô Lâm sau Bộ Công An. Căn cứ địa thứ hai này sẽ do Nguyễn Duy Ngọc trấn giữ. Như vậy, chỉ còn lại Bộ Quốc phòng nơi Tô Lâm muốn chiếm giữ làm căn cứ địa thứ ba để hệ sinh thái quyền lực của ông có thể đứng vững trên chiếc kiềng ba chân này nếu loại được nhóm phan văn giang và nguyễn tân cương lúc đó căn cứ địa thứ ba sẽ thuộc về tô lâm ông có thể ổn định quyền lực được xây dựng trên ba trụ cột do toàn cấp tướng nắm giữ hai nhân vật dân sự gốc hưng yên trong trung ương đảng là ông đỗ tiến sĩ tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam và ông nguyễn hải ninh bộ trưởng bộ tư pháp có lẽ họ chờ được hưởng lợi từ những ông tướng gốc hưng yên Tô Lâm là tướng công an, ông cần các vị tướng công an và quân đội để trấn giữ các vị trí quyền lực có tính chất trụ cột cho nhóm Hưng Yên. Có những người ngoài lực lượng vũ trang khó đáp ứng được kỳ vọng của ông. Rất có thể, tại Đại hội 14 vào năm 2026, ông Vũ Hồng Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, sẽ vào Trung ương Đảng để tham gia vào hệ sinh thái quyền lực của Tô Lâm. Đáng chú ý, ông vũ hồng văn là thiếu tướng công an nên sẽ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong bộ máy quyền lực của tô lâm như vậy rõ ràng nhóm hưng yên của tô lâm chủ yếu phát triển dựa trên các tướng công an và quân đội nếu như tô lâm thành công bố trí hệ sinh thái quyền lực như ý thì chắc chắn chính quyền cộng sản sẽ mang màu sắc quân phiệt nhiệm kỳ tới rất có thể sẽ có nhiều tướng công an chuyển vào ban bí thư ông lương tam quang chấn giữ bộ công an nâng đỡ hàng loạt tướng tá gốc Hưng Yên, rồi sau đó chuyển vào ban bí thư. Nếu đảng Cộng sản bị Hưng Yên hóa, thì đảng cũng sẽ có xu hướng quân phiệt hóa. Và câu hỏi, liệu tân chủ tịch nước Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần ngồi ghế nóng? Phải chăng câu hỏi, vì sao chủ tịch nước Lương Cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió đã bắt đầu có câu trả lời? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến nhắc nhở, dẫu là quan chức và ăn chơi là chuyện bình thường, nhưng tối thiểu các quan cũng phải biết ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ. Đáng chú ý, nạn nhân bị tấn công tình dục là một phụ nữ người Chile, làm nghề nhân viên dọn phòng trong một khách sạn sang trọng của chính phủ ở thủ đô Santiago de Chile. Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa rời địa phương, nghi can lại đắc tuấn sau bữa ăn trưa. Tại phòng ngủ đã có các hành vi lạm dụng tình dục không tiếp xúc, nhưng mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của phụ nữ dọn phòng này cụ thể ông tuấn sau khi lên phòng rồi gọi nhân viên khách sạn khi nữ nhân viên vào phòng lập tức anh này đóng cửa lại trong khi mặc đồ lót rồi ra hiệu bằng tay muốn đấm bóp điều đó đã khiến cho nhân viên khách sạn nghĩ là bị lạm dụng tình dục nên báo cảnh sát phải chăng việc ông lại đắc tuấn bị bắt ở chile vì lạm dụng tình dục có nhiều ý kiến cho rằng ông tuấn bị ai đó trong đảng cố ý gài bẫy với mục đích nhằm hạ bệ chủ tịch nước lương cường Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung. Bộ trưởng Ngoại giao Chile khẳng định, vụ cận vệ của Chủ tịch nước Việt Nam không ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Cận vệ tháp tùng trong đoàn của Chủ tịch nước Việt Nam thăm Chile bị bắt với cáo buộc lạm dụng tình dục. Tuy nhiên, cuộc gặp sau đó của ông Lương Cường và Tổng thống Chile vẫn diễn ra bình thường. Theo hãng tin AFP, Bộ trưởng Ngoại giao Chile Alberto Van Claveren cho biết vụ việc không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Chile và Việt Nam và người đồng cấp việt nam của ông đã xin lỗi về sự cố rất đáng tiếc này ông cường đã đến chile vào thứ bảy để có chuyến thăm chính thức trước thềm hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương tại nước láng giềng peru bắt đầu vào cuối tuần này bộ ngoại giao chile cho biết vệ sĩ của ông cường cũng là người việt nam đã bị bắt vào ngày chủ nhật sau khi bị cáo buộc tấn công tình dục ông này bị đưa ra tòa vào chiều thứ hai nhưng thay vì đưa ra cáo buộc, chính quyền Chile đã ra lệnh cho ông rời khỏi đất nước và cấm ông quay trở lại trong hai năm. Công tố viên Felix Rojas cho biết thỏa thuận này là sự kiện hy hữu, được nạn nhân, một công dân Chile, chấp nhận. Ông nói thêm rằng, luật pháp Chile cho phép các giải pháp thay thế trong một số trường hợp nhất định, trong các trường hợp bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Đài phát thanh Cooperativa của Chile đăng tải hình ảnh nghi phạm trước tòa và cho biết người này là Lai Giác Tuan, 59 tuổi. Các nguồn tin hiểu biết về câu chuyện, những người không muốn nêu tên do tính nhạy cảm của vấn đề, nói với RFA rằng người đàn ông bị bắt là thành viên của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và là bác sĩ, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho phái đoàn chủ tịch nước. Truyền thông Việt Nam không đề cập đến vụ bê bối liên quan đến cận vệ của ông Cường khi đưa tin về cuộc gặp của chủ tịch nước với người đồng cấp Chile. Chiều 12 tháng 11, ông Lương Cường đã đến Lima, thủ đô Peru, để tham dự hội nghị APEC. Trước đó, đài CNN Chile cho biết cận vệ của ông Cường sẽ phải ở lại Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Santiago và rời đi cùng với phái đoàn của Chủ tịch nước Việt Nam đi Peru. Về câu hỏi, cận vệ Chủ tịch nước Lương Cường bị tố lạm dụng tình dục, mặc đồ lót, dùng tay yêu cầu nữ nhân viên khách sạn massage, phản ứng của các bên ra sao? Theo BBC, Dư luận Chile đã có những phản ứng mạnh mẽ sau so vụ một cận vệ của chủ tịch nước Lương Cường bị cáo buộc lạm dụng tình dục trong khi đoàn Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Chile từ ngày 9 đến 12 tháng 11. Còn phản ứng từ Việt Nam thế nào? Hiện chính phủ Việt Nam vẫn chưa chính thức lên tiếng và báo chí do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý không đăng một tin nào về sự việc này. Tin tức về vụ sĩ quan an ninh này bị một phụ nữ Chile tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục đến nay chỉ được đăng tải trên BBC News tiếng Việt một số báo tiếng Việt ở hải ngoại và trên mạng xã hội như Facebook. Trong khi đó, bên cạnh việc Bộ Ngoại giao Chile đã lập tức có thông cáo báo chí về vụ việc hôm 11 tháng 11, báo chí tại quốc gia Nam Mỹ này đã đăng tải rất rầm rộ, thậm chí có đài truyền hình còn phát trực tiếp phiên xét xử của tòa án tại thủ đô Santiago. Kênh truyền hình do nhà nước Chile tài trợ là Hamidun Horas. TVN Chile có gần 2 triệu người đăng ký trên YouTube đã phát một video dài 7 phút về vụ việc và mở phần bình luận cho người xem. Theo BBC, cần biết rằng Chile là một nền dân chủ ổn định, đã chứng kiến sự mở rộng đáng kể về quyền chính trị và quyền tự do dân sự kể từ khi chính quyền dân sự được khôi phục vào năm 1990. Theo báo cáo vào năm 2024, của tổ chức nhân quyền Freedom House. Viên sĩ quan Việt Nam sau khi hầu tòa hôm thứ Hai 11 tháng 11 đã được tại ngoại với điều kiện lập tức rời khỏi Chile, không được quay lại nước này trong vòng 2 năm và không được tiếp xúc với nạn nhân. Cách giải quyết rút gọn này được công tố viên phụ trách vụ án Felix Rojas gọi là giải pháp thay thế, đó là một thỏa thuận với sự đồng ý của cả nạn nhân lẫn người bị cáo buộc và luật sư của họ. Theo công tố viên Felix Rojas giải thích rằng thủ tục rút gọn này không liên quan gì đến chức vụ của người bị tố cáo và rằng các quy định là khách quan và áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, cách giải thích này dường như không thuyết phục được một bộ phận dân chúng Chile. Nhà báo người Chile, Ivan Herrera, chia sẻ hình ảnh của nghi phạm trên mạng xã hội X và bình luận. Hình phạt lớn nhất dành cho ông ta là không được trở lại Chile thêm 2 năm nữa. Đây là cách vận hành công lý và ngoại giao của chính phủ của Tổng thống Boric. Liên tiếp trong các bài đăng khác nhau trên X, ông viết: "Đây là những quyền mà phụ nữ đã giành được với tổng thống Boric. Một kẻ hiếp dâm vẫn đang lẩn trốn và một kẻ lạm dụng tình dục người nước ngoài bỏ đi mà không bị trừng phạt. Ở Chile, cưỡng hiếp hoặc lạm dụng tình dục ai đó là miễn phí." Nhà báo Ivan Herrera bình luận chua chát và đề cập đến một lãnh đạo trong chính phủ Chile đã bị tố cáo lạm dụng tình dục nhưng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Cụ thể chi tiết vì sao lại Đắc Tuấn, cận vệ của CT nước Lương Cường là ai? Vì sao bị cảnh sát Chile bắt? Tình trạng suy thoái đạo đức trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo Việt Nam hiện nay là một vấn đề hết sức đáng lo ngại. Đó không chỉ là những biểu hiện hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, đặc biệt là lối sống buông thả, kiểu gọi là hay chén của lạ, thường xuyên quen mồm. Theo truyền thông quốc tế, một cận vệ thắp tùng chủ tịch nước Việt Nam, ông Lương Cường, đã bị bắt tại với cáo buộc xâm hại tình dục. Sự việc xảy ra trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Lương Cường tới Chile từ ngày 9 đến 12 tháng 11, 2020. Nhưng truyền thông Việt Nam do nhà nước quản lý không đưa tin về vụ việc vừa kể. Truyền thông quốc tế và Chile đưa tin về vụ việc, kèm theo hình ảnh, nêu rõ thủ phạm trong vụ việc là lai Giác Tuan, tiếng Việt không giấu, 59 tuổi, mang quốc tịch Việt Nam và người đàn ông này là thành viên trong đội cận vệ của Chủ tịch Lương Cường. Theo Bộ Ngoại giao Chile cho biết, người cận vệ này, tức ông Tuấn, đã bị đưa ra xét xử tại tòa án vào chiều ngày 11 tháng 11. Tòa án Chile đã ra lệnh cho ông ta rời khỏi nước này, đồng thời cấm ông quay trở lại Chile trong 2 năm. Theo thỏa thuận một lần, được nạn nhân là một công dân Chile chấp nhận. Theo giới thảo tin, mạng xã hội đã phát hiện trang cá nhân của ông Tuấn Lại Đắc có dung mạo phù hợp với nghi can xuất hiện tại phiên tòa ở Chile. Đồng thời cho biết, nạn nhân bị tấn công tình dục là một phụ nữ người Chile, làm nghề nhân viên dọn phòng trong một khách sạn sang trọng của chính phủ ở thủ đô Santiago de Chile. Sự việc xảy ra vào giờ nghỉ trưa, nghi can lại đắc tuấn sau bữa ăn trưa, tại phòng ngủ đã có các hành vi lạm dụng tình dục không tiếp xúc, nhưng mang tính khiêu dâm mà không có sự đồng ý của phụ nữ dọn phòng này. Cụ thể, Ông Tuấn sau khi lên phòng rồi gọi nhân viên khách sạn. Khi nữ nhân viên vào phòng, lập tức anh này đóng cửa lại, trong khi mặc đồ lót rồi ra hiệu bằng tay muốn đấm bóp. Điều đó đã khiến cho nhân viên khách sạn nghĩ là bị lạm dụng tình dục nên báo cảnh sát. Trên mạng xã hội có các thông tin về nhân thân của nghi can lại Đắc Tuấn. Theo đó, ông lại Đắc Tuấn là phó phòng hậu cần bộ tư lệnh cảnh vệ, được cử đi tháp tùng chăm lo bảo vệ sức khỏe cho chủ tịch Lương Cường. Nguồn tin nội bộ cho biết chi tiết hơn. Cụ thể, ông Lại Đắc Tuấn, biệt danh là Tuấn Đen, tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội khóa 1989-1995. Ông Tuấn là cán bộ đi học quê ở Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y, ông Lại Đắc Tuấn về làm bác sĩ ở Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Sau này, đã bỏ ngạch bác sĩ để chuyển hẳn sang ngành công an. Do có lý lịch và thành tích công tác tốt, cộng với mối quan hệ với một số lãnh đạo của Bộ Công an, nên ông tuấn được chuyển sang bộ phận chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo cấp cao trong chuyến công du các quốc gia nam mỹ của chủ tịch nước lương cường ông lại đắc tuấn là đội trưởng đội an ninh bảo vệ việc ông lại đắc tuấn bị bắt ở chile vì lạm dụng tình dục đã có nhiều ý kiến đặt giả thiết liệu ông tuấn có bị gài bẫy hay không với mục đích nhằm hạ uy tín của chủ tịch nước lương cường theo sự chỉ đạo từ ai đó theo facebooker dương quốc chính đã nhận xét trên trang cá nhân chắc kiểu đi công tác tranh thủ, tạt té, ăn dâu ngô xong rồi bị cài đúng không? Chứ đi xứ lạ bình thường làm gì có chuyện dám xâm hại ai, chắc lại bị anh em đồng chí mình cài. Hoặc do Tuấn chơi phụ qua mới bị em gái nó kiện, cho nên đang là chuyện mua bán cái ấy, rồi chuyển thành xâm hại. Đen cho chủ tịch nước mình qua, ngay chuyến công du nước ngoài đầu tiên đã bị suối quẩy. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, ở Chile người ta thượng tôn pháp luật nên các sếp nhà mình mới dính. Chứ ở Việt Nam, em nào trái ý lãnh đạo thì sếp ta có thể bảo chủ đuổi việc ngay tại chỗ. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến nhắc nhở rằng dẫu là quan chức và ăn chơi là chuyện bình thường, nhưng tối thiểu các quan cũng phải biết ăn tùy nơi, chơi tùy chỗ. Cần phải biết mình đang ở đâu, mình là ai chứ. Nay kể cả ở khách sạn sang trọng của chính phủ nước bạn, các quan cũng không tha. Chắc là sau bữa trưa, chén chú, chén anh xong, như ở Việt Nam là các sếp phải dùng của lạ thường xuyên quen mồm rồi. Nay mới đi công cán, xa nhà ít ngày, các quan không nhịn được, rồi cứ tưởng gà Tây ở Chile cũng bở như gà ta ở Việt Nam. Trở lại câu hỏi chính mà công luận hết sức quan tâm, đó là Liệu tân chủ tịch nước Lương Cường có gãy ghế sau hơn 3 tuần ngồi ghế nóng? Giữa lúc, có những đánh giá cho rằng không thể coi nhẹ khả năng, chủ tịch Lương Cường sẽ vươn lên vị trí tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2026 sự trục chặt trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân chủ tịch nước lương cường trên cương vị nguyên thủ quốc gia việt nam khi đến các quốc gia nam mỹ đó là câu chuyện đội trưởng đội an an ninh cận vệ tháp tùng chủ tịch nước lương cường ông lại đắc tuấn là ông đã bị bắt tại chile với cáo buộc xâm hại tình dục công luận đã đặt câu hỏi như vậy chủ tịch nước lương cường liệu có phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi thay cho đoàn đại biểu việt nam đã để xảy ra việc làm mất thể diện quốc gia nghiêm trọng hay không. Giống như câu chuyện của cựu chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đã phải chủ động xin từ chức với lý do để cấp dưới vi phạm pháp luật. Căn cứ theo quy định và tiền lệ thì có khả năng chiếc ghế chủ tịch nước của ông Lương Cường bắt đầu lung lay sau khi ông Cường mới nhậm chức này chưa đầy một tháng. Điều đó một lần nữa càng chứng minh cho thấy chiếc ghế chủ tịch nước của chính quyền Việt Nam đúng là một chiếc ghế xui xẻo và gai góc. Trong nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13, 2021 2026 chỉ trong vòng hơn 3 năm, nhà nước Việt Nam đã có 3 chủ tịch nước đã lần lượt phải thôi chức với các lý do khác nhau. Đó là các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thường, Tô Lâm và nay có thể thêm cái tên Lương Cường. Một lần nữa cũng ghi nhận thêm một kỷ lục mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Một chủ tịch nước, ông Lương Cường, có nhiệm kỳ nguyên thủ quốc gia ngắn nhất, chỉ vẹn vẹn chưa đầy một tháng. Ông Lương Cường sẽ phá kỷ lục của người tiền nhiệm, cựu chủ tịch nước Tô Lâm, trước đó ngồi ghế này là hơn 5 tháng. Việc nhà nước Việt Nam tiền hành nhiều lần cho thôi chức, cũng như bầu bổ sung chức danh chủ tịch nước, đã phản ảnh một tình trạng bất ổn chính trị. Điều đó đã cho thấy hệ thống chính trị Việt Nam vẫn chưa thoát ra khỏi một giai đoạn khủng hoảng kéo dài triền miên và chưa có hồi kết. Đại tướng Lương Cường là người có quê ở Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Theo giới quan sát, Tháng năm 2022, ông cường lên chức thường trực ban bí thư. Đến tháng 8 năm 2022 đã có những đồn đoán về việc tướng lương cường sẽ lên ghế chủ tịch nước, chiếc ghế ma ám. Khi đó dư luận xã hội đã cho rằng, rồi lương cường cũng sớm gãy ghế thôi. Tháng 9 năm 2022 cầu phong châu ở phú thọ bất ngờ đứt gãy thiệt hại nhiều nhân mạng. Chưa hết, đúng vào ngày ông lương cường nhậm chức chủ tịch nước, thì đêm ngày hôm sau. Ngôi chùa cổ phổ quang tại với 800 năm tuổi ở huyện Lâm Thao, Phú Thọ bị thiêu rụi. Cháy lớn đến mức, bệ đá hoa sen là bảo vật quốc gia cũng vỡ rụng cánh luôn. Đây là những điểm rất xấu đang vận vào Chủ tịch Lương Cường. Đến hôm nay, lần đầu tiên ông Lương Cường công du nước ngoài trên cương vị Chủ tịch nước, ngay lập tức đã gặp xui xẻo lớn. Chắc chắn nội bộ lãnh đạo Việt Nam trên thượng tầng sắp tới sẽ có xáo trộn lớn. Và câu hỏi, vì sao chủ tịch nước lương cường sẽ phải đối mặt với nhiệm kỳ đầy sóng gió đã bắt đầu có câu trả lời tân chủ tịch nước lương cường được xem là một lãnh đạo cấp cao của việt nam hiện nay có mối quan hệ khá thân thiết với ban lãnh đạo bắc kinh được biết ông lương cường từng hai lần tham gia các khóa học bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp cao của đảng tại trung quốc đây là lý do vì sao công luận lo ngại về mối quan hệ với bắc kinh của ông lương cường liệu ông cường có đưa quan hệ hai nước trở lại như thời kỳ tổng trọng trước đây, để Việt Nam tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc. Trong thời gian gần đây, việc Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ một bộ phận lãnh đạo cấp cao trong đảng. Đây là các nhân sự thân Trung Quốc, mà thường trực Ban Bí Thư Lương Cường là một nhân vật trung tâm giãn dắt. Phải chăng, việc ông Lại Đắc Tuấn bị bắt ở Chile vì lạm dụng tình dục, có nhiều ý kiến cho rằng ông Tuấn bị ai đó trong đảng cố ý gài bẫy. Với mục đích nhằm hạ bệ chủ tịch nước Lương Cường. Chúng ta hãy chờ xem. Chiều 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Việc ông Lương Cường trở thành chủ tịch nước đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chính trị của ông. Nếu ông không được vào tứ trụ để có suất đặc biệt tại đại hội 14 diễn ra vào tháng riêng 2026 thì ông sẽ phải về hưu. Với việc được bầu làm chủ tịch nước, ông có cơ hội tiếp tục sự nghiệp chính trị ở nhiệm kỳ kế tiếp 2026-2031. Thực ra, ghế chủ tịch nước của ông Lương Cường đã được đảng quyết định từ trước. Tại sao lại nói tân chủ tịch nước Lương Cường với một nhiệm kỳ đầy sóng gió đang đón đợi? Chúng tôi xin bắt đầu bằng nội dung sự thăng tiến thần tốc đáng ngờ của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Đại tướng Lương Tam Quang từ vị trí thứ trưởng bộ công an với cấp hàm thượng tướng và ghế ủy viên trung ương đảng lương tam quang không đủ tiêu chuẩn lên làm bộ trưởng bởi bộ trưởng bộ công an phải là ủy viên bộ chính trị tuy nhiên tiền lệ của đảng không có giá trị hiện nay luật chơi trên chính trường là thứ luật mà dân dã gọi là luật là tao tao là luật luật này lên ngôi kể từ khi tô lâm nắm bộ công an và trong tay có một kho hồ sơ đen lần lượt tô lâm gửi từng phần đến các ủy viên bộ chính trị rồi sau đó đặt ra luật chơi tất cả phải răm rắp gật đầu cho lương tam quang lên làm bộ trưởng cũng chiêu bài tương tự tô lâm đưa lương tam quang vào bộ chính trị ngay sau đó mà cả bộ chính trị không ai dám lên tiếng phản đối nào cứ như thế lương tam quang thăng chức như diều gặp gió chỉ trong một thời gian ngắn chưa có ứng viên nào mà vừa vào trung ương đảng vừa vào bộ chính trị trong cùng một nhiệm kỳ như lương tam quang thông thường việc nắm chức bộ trưởng bộ công an thì phải đi kèm với combo của nó combo gồm chức bộ trưởng chức ủy viên bộ chính trị và hàm đại tướng hiện nay lương tam quang đang thiếu quân hàm đại tướng để đủ bộ combo như các đời bộ trưởng khác thật là thuận tiện khi chủ tịch nước người có chức năng ký thăng quân hàm đại tướng lại là tô lâm và quả nhiên ngay cuối cùng giữ chức chủ tịch nước tô lâm đã ký và trao quyết định thăng quân hàm đại tướng cho lương tam quang quang Lương Tam Quang được cất nhắc và được đưa vào những vị trí quan trọng trong Bộ Công an, chủ yếu dưới thời Tô Lâm làm Bộ trưởng. Nhờ đầu quân trong Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm gom hết dân Hưng Yên về, thiết lập một tập đoàn thống trị tại Bộ Công an để mưu cầu việc lớn. Nhờ đó, Lương Tam Quang cũng được hưởng lợi. Theo nguồn tin nội bộ của Thoi Bao Tín Đê, cuối tháng 10 này, Lương Tam Quang sẽ tổ chức đại tiệc vinh quy bái tổ với cấp hàm mới. Thông tin còn cho biết, Lương Tam Quang đang chuẩn bị ngày vinh quy bái tổ thật linh đình. 300 mâm với những sơn hào hải vị ngon nhất được đặt cỗ tại nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội và chuyển về quê ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để khao làng và tri ân tổ tiên. Không biết trong những món sơn hào hải vị ấy, Lương Tam Quang có chừa riêng cho Tô Lâm một cỗ thịt bò rát vàng, món ăn ưa thích của Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước hay không? lương tam quang được xem là nhân vật thứ hai trong nhóm hưng yên là cánh tay mặt đắc lực của tô lâm hiện nay trong khi đó nguyễn duy ngọc được xem là cánh tay trái hiện nay tô lâm đang đẩy mạnh việc thăng tiến và trao quyền thật lớn cho lương tam quang sau lương tam quang rất có thể nguyễn duy ngọc sẽ được tô lâm xây dựng thành một ông chủ mới trong ban bí thư cả hai tướng này sẽ chấn giữ hai cứ điểm quan trọng giúp cho ghế tổng bí thư của tô lâm được vững chắc có thể nói, Lương Tam Quang hiện nay nổi lên như là ông chủ mới trong Bộ Công an. Tuy là gương mặt mới trong Bộ Chính trị, nhưng tiếng nói của Lương Tam Quang khiến rất nhiều nhân vật lớn trong Bộ Chính trị phải e dè. Nguyên nhân, Lương Tam Quang đang dựa hơi tô lâm và kế thừa kho hồ sơ đen khổng lồ, một thứ bửu bối để có thể làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị. Và thưa quý vị, chiều 21 tháng 10, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Tân Chủ tịch nước Lương Cường sinh năm 1957, hiện đã qua 65 tuổi, quê ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Với diễn biến mới nhất này, nhiệm kỳ 2021-2026 chứng kiến 4 lần tuyên thệ Chủ tịch nước của các ông. Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thường, Tô Lâm và Lương Cường. Trong đó, ông Tô Lâm có nhiệm kỳ Chủ tịch nước ngắn nhất lịch sử, chỉ vòn vẹn 5 tháng. Đây được coi là một nhiệm kỳ đầy sóng gió, với các diễn biến trời long đất lở trong đội ngũ lãnh đạo đảng và nhà nước. Đáng chú ý, ông Lương Cường làm chủ tịch nước được Bộ Chính trị xét là trường hợp đặc biệt và có mối liên hệ với Trung Quốc. Theo quy định của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn các chức danh, để làm chủ tịch nước, cá nhân cần tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, đã kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương. Bộ chính trị khóa hiện tại là nhiệm kỳ đầu tiên ông Cường tham gia nên ông chưa đạt yêu cầu chọn một nhiệm kỳ bộ chính trị trở lên. Và theo một số nhà quan sát, ông cũng chưa từng làm lãnh đạo tỉnh hay bộ trưởng. Nhưng vì bộ chính trị có tính đến trường hợp đặc biệt cho tứ trụ nên dù chưa hội đủ một số tiêu chuẩn vẫn được quyết định là trường hợp ngoại lệ. Ông Cường là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Xét quá trình công tác của ông Lương Cường, có thể thấy con đường binh nghiệp của ông chủ yếu tập trung vào công tác chính trị, công tác Đảng và có mối quan hệ khá tốt với Bắc Kinh. Đảng lãnh đạo toàn diện nên vai trò của cán bộ sĩ quan chính trị trong quân đội luôn đặc biệt quan trọng. Từ năm 2003 đến 2006, ông Cường giữ chức Phó Tư lệnh về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quân đoàn 2. Đầu năm 2006, ông được thăng quân hàm thiếu tướng. Sau đó, ông có hơn một năm làm chính ủy quân đoàn 2. Từ tháng 6, 2011 đến tháng 12, 2015, ông giữ chức phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong giai đoạn từ tháng 5, 2016 đến tháng riêng, 2021, Ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương. Ông được thăng quân hàm đại tướng vào đầu năm 2019. Đầu năm 2021, ông được Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bầu vào Bộ Chính trị. Tháng 6 cùng năm, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Ba năm sau, ông được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí Thư và giữ chức vụ thường trực Ban Bí Thư, thay cho bà Trương Thị Mai. Vị tương lĩnh chính trị quân đội này được xem là có mối quan hệ khá thân thiết với Bắc Kinh khi từng có thời gian học bồi dưỡng cán bộ cấp cao tại Trung Quốc tháng 12, 2011 và tháng 11, 2013. Đáng chú ý, trước khi được bầu làm chủ tịch nước, ông Lương Cường cũng đã có chuyến thăm Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 9 đến 12 tháng 10. Mặc dù vậy, trong hai ngày đầu tiên của chuyến thăm, báo chí Việt Nam hoàn toàn không đưa tin, khiến dư luận không hề biết ông Cường đang ở Trung Quốc. Mãi đến đêm 11 tháng 10, một số báo trong nước mới bắt đầu đưa tin về cuộc gặp giữa ông Lương Cường với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, và cuộc hội đàm với Bí Thư Ban Bí Thư, tránh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Thái Kỳ sự thiếu minh bạch này đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ về mục đích và nội dung chuyến thăm mặc dù đã chính thức trở thành chủ tịch nước nhưng nhiều nhà phân tích cho rằng ông lương cường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì vị trí này lâu dài sự thăng tiến của ông cường được cho là đi ngược lại với xu hướng tập trung quyền lực vào tổng bí thư tô lâm tương tự mô hình nhất thể hóa của trung quốc ông tô lâm được cho là đã vấp phải sự phản đối đáng kể từ một số nhân sự cấp cao trong nội bộ đảng, đặc biệt là những người có mối quan hệ mật thiết với cựu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và thân Trung Quốc. Việc bổ nhiệm ông Cường, một nhân vật được cho là có quan hệ gần gũi với ông Trọng và từng có thời gian học tập tại Trung Quốc, có thể xem như một động thái phản kháng lại xu hướng tập trung quyền lực của ông Lâm. Chuyến thăm Bắc Kinh đầy bí ẩn của ông Lương Cường trước khi nhậm chức càng làm dấy lên những nghi ngờ về mối quan hệ của ông với Trung Quốc một số ý kiến cho rằng bắc kinh có thể đang tìm cách gây ảnh hưởng lên chính trường việt nam thông qua việc ủng hộ ông cường nhằm duy trì sự bất ổn trong nội bộ lãnh đạo tạo điều kiện để kiểm soát và chi phối việt nam giới quan sát cũng lo ngại về khả năng ông cường sẽ có tác động tiêu cực đến chính sách đối ngoại của việt nam đặc biệt là mối quan hệ với trung quốc ông có thể sẽ đưa quan hệ hai nước trở lại quỹ đạo cũ khiến việt nam tiếp tục phụ thuộc vào trung quốc như thời kỳ ông Trọng lãnh đạo. Tổng bí thư Tô Lâm đã hứa nhà chức chủ tịch nước từ tháng 8. Tất cả các thông tin đã được công khai với báo chí. Thời điểm nhà ghế được xác định là tháng 10. Tuy nhiên, phe quân đội lại rất vất vả, đòi Tô Lâm phải giữ lời hứa mới, khiến Tổng bí thư nhà chức chủ tịch nước. Nếu giữ lời để mất cơ hội, mất thế thượng phong trên vũ đài chính trị, thì không dạy gì Tô Lâm phải giữ lời. Để ép Tô Lâm phải nhà ghế, thì Lương Cường và các đồng minh khác trong quân đội phải áp lực lên Tô Lâm, chứ không thể chỉ mong chờ Tô Lâm giữ lời hứa một cách đơn giản dạng được. Hiện nay, phần còn lại của Bộ Chính trị đang cậy vào Bộ Quốc phòng, vì chỉ có nơi đây mới đủ sức cân bằng quyền lực với phe công an của Tô Lâm. Mới đây ngày 21 tháng 1, Quốc hội bầu chủ tịch nước mới. Như vậy, Tô Lâm không còn giữ chức vụ chủ tịch nước từ ngày 21 tháng 10 bước lên vị trí tổng bí thư tô lâm không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát bộ công an như trước mà đang có ý định nắm luôn bộ quốc phòng việc nắm luôn bộ quốc phòng sẽ giúp tô lâm kê cao gối ngủ có thể an tâm ngồi ghế tổng bí thư suốt đời ngay cả ông nguyễn phú trọng trước đây cũng chỉ mới kiểm soát hoàn toàn bộ công an còn trong bộ quốc phòng nguyễn phú trọng chỉ lôi kéo được một nhóm người trong tổng cục chính trị trong tay tô lâm đang có đầy đủ công cụ để tiến hành kiểm soát bộ quốc phòng chức bí thư quân ủy trung ương vẫn chưa đủ để tô lâm nắm hoàn toàn bộ quốc phòng mà cần phải đưa được đàn em vào ghế bộ trưởng trong tay tô lâm có một ủy viên trung ương đảng là cấp tướng và là đồng hương hưng yên đó là thứ trưởng hoàng xuân chiến với cấp hàm thượng tướng ở cương vị mới tô lâm đã nâng tầm của mình từ thú cưng thành mãnh thú ông tô lâm đang thực hiện một cuộc lột xác toàn diện để củng cố quyền lực trước đây Ông Tô Lâm không được lòng bộ chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng, nên ông cần phải củng cố quyền lực mạnh hơn nữa mới an tâm yên vị trên chiếc ghế Tổng Bí Thư. Nếu nói bộ giáp trước đây của phe Hưng Yên là bộ công an, thì nay Tô Lâm muốn đan bộ giáp mới, trong đó có cả công an và quân đội. Cùng làm nên chất liệu tấm áo. Để làm được điều này thì Tô Lâm phải loại được Lương Cường và Phan Văn Giang, hoặc ít ra cũng hạn chế sức mạnh của hai người này để tạo cơ hội cho Hoàng Xuân Chiến có cơ hội ngoi lên. Tô Lâm trước đây không muốn nhả chức chủ tịch nước là để ngăn phe quân đội đoàn kết, tạo ra một sự liên kết giữa ghế chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng. Phía quân đội cũng đang đứng trước cơ hội ngăn cản Tô Lâm dệt tấm áo giáp mới. Tuy nhiên, phe quân đội cần phải đoàn kết thành bó đũa, nếu không thì sẽ bị Tô Lâm bẻ từng chiếc một. Số phận của các phe phái phụ thuộc vào kết quả giành giật ghế trong tháng 10 này. Theo thông báo của Quốc hội trên báo chí, ngày 21 tháng 10, Quốc hội bầu Lương Cường làm chủ tịch nước mới. Như vậy là kế sách của phe quân đội bước đầu đã thành công. Công an và quân đội đang tranh nhau từng chút một. Cả bộ chính trị và trung ương đảng đang nín thở chờ đợi hành động của phía quân đội. Một khi Tô Lâm thâu tóm, được quân đội, những nhóm mạnh khác như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, Thanh Hóa, khó mà còn chỗ đứng như bây giờ. Tô Lâm đã biến Bộ Công an thành Bộ Hưng Yên. Nếu để Tô Lâm biến tiếp Bộ Quốc phòng thành Bộ Hưng Yên, thì họa ập đến với rất nhiều phe khác. Thêm vào đó, ông Lương Cường và Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đều là những tướng lĩnh xuất thân từ Tổng cục Chính trị và được xem là thân tín của ông Trọng, được cho là có mối quan hệ bất hòa với Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và ông Tô Lâm sự chia rẽ trong nội bộ quân đội cũng là một yếu tố tiềm ẩn có thể gây bất ổn định cho chính trường việt nam ông lương cường trở thành chủ tịch nước bên cạnh việc đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong bối cảnh chính trị việt nam hiện nay đồng thời cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai và những tác động tiềm tàng liệu sự xuất hiện của ông trên cương vị này có làm thay đổi cán cân quyền lực trong nội bộ đảng liệu ông sẽ đưa cộng sản việt nam xích lại gần trung quốc như cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông. Liệu ông có khả năng duy trì sự ổn định và thúc đẩy sự phát triển của đất nước hay lại một nhiệm kỳ đầy sóng gió? Những câu hỏi này, cùng với những lo ngại về mối quan hệ của tân chủ tịch nước với Trung Quốc và những bất đồng tiềm ẩn trong nội bộ lãnh đạo, cho thấy con đường phía trước của tân chủ tịch nước Lương Cường sẽ không hề bằng phẳng. Tương lai của ông trên cương vị này, cũng như tác động của ông đối với chính trị và đối ngoại của Việt Nam, vẫn còn là một ẩn số đầy thách thức. Cung đình đang kịch chiến, hãy đợi kết quả. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi tới với quý vị các thông tin về tình hình chính trường và nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc và câu hỏi tân Tổng thống Donald Trump sẽ đánh Trung Quốc như thế nào? Và tại sao sẽ là sai nếu nghĩ rằng ông Trump sẽ đánh Trung Quốc tè tua là một ý nghĩ hời hợt? xuất phát từ mong ước chống Trung Quốc hơn là thực tế chính trị cường quốc. Việt Nam có được tự do và thịnh vượng hay không, có thoát chung, được hay không là do nỗ lực của người Việt trong và ngoài nước, chứ không thể trông cậy vào một thế lực bên ngoài, dù đó là Tổng thống tân cử Donald Trump. Trong chiến dịch vận động tranh cử, Donald Trump đưa ra hàng loạt cam kết khiến ai nấy đều giật mình. Trump sẽ trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp, phóng tên lửa nhằm vào các băng nhóm buôn ma túy Mexico, sử dụng quân đội đàn áp những kẻ điên cuồng cực tả đang điều hành Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của Trump, dù tốt hay xấu, không có những biến động mà nhiều đảng viên Dân Chủ đã dự đoán. Nền kinh tế vẫn phát triển ổn định cho đến khi đại dịch nổ ra, không có khủng hoảng nào lớn trong chính sách đối ngoại. Và mặc dù Trump cố đánh cắp cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, ông vẫn không làm được điều đó. Nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ như thế nào? Nhiều cử tri sẽ coi những lời lẽ khoa trương của Trump chỉ là lời nói suông. Họ có thể xem cuộc bầu cử là quyết định được cân nhắc một cách kỹ lưỡng giữa việc ứng cử viên nào sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn hoặc là sự lựa chọn giữa những lập trường khác nhau liên quan các vấn đề về phá thai và nhập cư. Nhưng Trump dường như không chỉ dừng lại ở việc theo đuổi một số tuyên bố táo bạo hơn nếu chúng cử mà còn ở vị thế tốt hơn để thực hiện những tuyên bố này so với nhiệm kỳ trước. Điều này cho thấy cần có một cách nhìn khác về sự lựa chọn của Hoa Kỳ. Mọi thứ có thể tệ đến mức nào. Chiến thắng của ông Donald Trump đã thổi một luồng gió phấn khích vào công luận ở Việt Nam. Người ta vui mừng với hy vọng Tổng thống Mỹ thứ 47 sẽ đập trung cộng tè tua và nhờ đó Việt Nam có cơ may thoát vòng kim cô để trở thành một quốc gia dân chủ và thịnh vượng. Thật vậy không? Chính sách đối với Trung Quốc của ông Trump trong nhiệm kỳ mới sẽ như thế nào? Ai cũng biết chống Trung Quốc là đường lối nhất quán của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Cho dù ai lên làm Tổng thống, thì đường lối đó cũng sẽ không thay đổi nhiều. Tổng thống thứ mống đưa Barack Obama khởi xướng chiến lược Pivot chuyển hướng sang châu Á với ý đồ kiềm chế Trung Quốc, nhưng nửa chừng bỏ cuộc vì chiến tranh leo thang ở Afghanistan, Iraq và Trung Đông. Tổng thống thứ 45 Donald Trump khởi xướng chiến lược Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương Tự Do và Rộng Mở, FOP, làm hồi sinh bộ tứ quát Mỹ-Nhật, Úc-Ấn và đặc biệt khởi động một cuộc thương chiến đánh thuế 25% lên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc. Tổng thống thứ 46 Joe Biden tiếp tục cuộc thương chiến, tăng thuế lên các mặt hàng công nghệ của Trung Quốc, bổ sung bằng việc cấm xuất cảng sang Trung Quốc các công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, đồng thời củng cố quan hệ an ninh quốc phòng với Nhật Bản, Nam Hàn Philippines, tạo thành một vành đai đồng minh và đối tác ngăn chặn sự bành trướng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Chính vì thế, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang diễn ra, một giáo sư Trung Quốc đã nhận định chua chát rằng Kamala Harris và Donald Trump là hai chén thuốc độc. Ai thắng thì Trung Quốc cũng khó. Bây giờ thì ông Donald Trump đã thắng lớn. Ông không chỉ trở lại tòa Bạch Ốc, mà còn trở lại với uy thế mạnh hơn nhiều khi Đảng Cộng Hòa của ông nắm được quyền lãnh đạo cả hai viện quốc hội. Đầu tuần này, ông Trump công công bố dự tính bổ nhiệm các chức vụ quan trọng trong nội các có liên quan tới chính sách đối xử với Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Marco Rubio sẽ là ngoại trưởng. Dân biểu Mike Waltz, Cộng Hòa Fla giữ vai trò cố vấn an ninh quốc gia và có tin đồn trong giới thân cận của ông Trump rằng cựu đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer được mời quay lại đảm nhiệm chức vụ mà ông ta đã giữ trong nhiệm kỳ đầu hoặc giữ chức bộ trưởng thương mại nhân sự là chính sách với những khuôn mặt diều hâu như vậy trong nội các chính phủ trump bắc kinh quả có nhiều điều để lo lắng nếu được bổ nhiệm như dự tính ông marco rubio sẽ là người cứng rắn nhất trong các ngoại trưởng mỹ nhiều năm qua ông chủ trương một chính sách ngoại giao dựa trên sức mạnh khi đối đầu với các đối thủ địa chính trị như trung quốc iran và cuba Gần đây, ông Rubio đã mềm hơn cho phù hợp với quan điểm của ông Trump, người chủ trương một chính sách đối ngoại kiềm chế và tránh lôi kéo nước Mỹ vào những cuộc chiến tranh tốn kém ở nước ngoài. Ông Rubio là một trong 15 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 95 tỷ mà Quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 4, 2020. Dân biểu Mike Waltz là cựu giám đốc chính sách quốc phòng các cựu bộ trưởng quốc phòng Donald Rumsfeld và Robert Gates trước khi được bầu vào Hạ viện năm 2018. Ông hiện giữ vai trò trưởng tiểu ban quân vụ, thành viên tiểu ban tình báo và thành viên tiểu ban đặc biệt về Đảng Cộng sản Trung Quốc của Hạ viện. Từng tham chiến ở Iraq, Afghanistan và Syria, ông Waltz đặc biệt lo ngại về nguy cơ chiến tranh và cho rằng quân đội Hoa Kỳ chưa chuẩn bị sẵn sàng nếu xung đột nổ ra ở khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Trong cuốn sách xuất bản đầu năm nay, *Hard Truths, Think and Lead Like a Green Beret*, ông Waltz đưa ra một chiến lược năm bước để ngăn ngừa chiến tranh với Trung Quốc. Trong đó có cung cấp vũ khí cho Đài Loan nhanh hơn nữa, trấn an các đồng minh và hiện đại hóa không quân và hải quân Mỹ. Để thực hiện chiến lược năm bước, ông yêu cầu đánh giá lại các mục tiêu của Mỹ tại Ukraine. Dù trước đây ông yêu cầu chính quyền Biden phải cung cấp nhiều vũ khí hơn nữa để giúp Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Xét về lợi ích của nước Mỹ, lúc này chúng ta có nên phí phạm thời gian, tiền bạc và nguồn lực mà chúng ta đang rất cần cho khu vực Thái Bình Dương hay không? Ông Waltz đặt câu hỏi. Robert Lighthizer là một luật sư ở Ohio, không phải kinh tế gia. Nhưng ông đã thiết kế chương trình đánh thuế lên hàng hóa Trung Quốc nhập cảng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump và được chính quyền Biden tiếp tục thực hiện trái với quan niệm của giới học giả rằng thuế nhập cảng gây thiệt hại cho nền kinh tế người tiêu dùng phải gánh chịu các khoản thuế đó làm gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trái với truyền thống thương mại tự do của mỹ ông lighthizer và các đồng sự cho rằng đánh thuế cao là cần thiết để làm giảm thâm hụt thương mại kích thích sản xuất ở trong nước nếu được trở lại chức vụ cũ đại diện thương mại hoặc bộ trưởng thương mại Ông Lighthizer sẽ vận động quốc hội đưa chương trình đánh thuế này vào luật để áp dụng lâu dài. Trong cuộc vận động tranh cử, ông Trump đã nhiều lần công khai các đề nghị của Lighthizer như đánh mức thuế phổ quát, Universal Tariff, 20% lên tất cả hàng hóa nhập cảng, 60% lên hàng hóa Trung Quốc, kể cả hàng hóa của các công ty Mỹ sản xuất ở Trung Quốc. Và khoản thu thuế nhập cảng này sẽ giúp bù đắp chương trình giảm thuế lợi tức doanh nghiệp từ 21% hiện nay xuống còn 15% mà ông Trump hứa hẹn. Và thưa quý vị, tuy chưa chính thức bắt tay vào việc ekip kể trên của ông Trump đã gây rúng động ở Bắc Kinh. Thực ra, Trung Quốc đã chuẩn bị nhiều cách đối phó với chính quyền Trump và họ tin sẽ giành được thế thượng phong. Việc ông Trump áp thuế 60% lên hàng hóa Trung Quốc chắc chắn gây khó cho Bắc Kinh vào lúc kinh tế Trung Quốc đang yếu đi đáng kể, nhưng Trung Quốc vẫn có thể trả đũa bằng những biện pháp của họ cấm xuất cảng sang mỹ các mặt hàng chiến lược như các khoáng sản hiếm cần thiết cho ngành công nghệ cao tăng thuế hoặc hạn chế nhập cảng nông sản mỹ và gây khó cho các công ty mỹ làm ăn ở trung quốc bắc kinh đã bắt đầu thực hiện những biện pháp này và chắc chắn sẽ gia tăng cường độ nếu ông trump giữ nguyên lời đe dọa đánh thuế thêm nữa đánh thuế phổ quát lên hàng hóa nhập cảng một hình thức đóng cửa thị trường là cách nhanh nhất để đẩy các đối tác và đồng minh xa rời ảnh hưởng của Mỹ. Vấn đề của Trung Quốc là cố khai thác được nhiều mối lợi nhất, tránh được nhiều xung đột nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Mối lo trong tâm khảm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là thôn tính Đài Loan mà ông dự định hoàn tất trước năm 2027. Nếu Mỹ dồn lực vào Đông Á, thì ông Tập sẽ khó đạt được mục tiêu đó. Ở đây cả ông Trump và ông Marco Rubio, ngoại trưởng tương lai, đều chưa rõ ràng trong vấn đề Đài Loan. Ông Trump không nói rõ như ông Biden là Mỹ có sẽ hỗ trợ nếu Đài Loan bị Trung Quốc tấn công hay không. Ông Trump đề nghị Đài Loan phải tăng chi tiêu quân sự lên gấp 4 lần, tương đương 10% GDP, yêu cầu Đài Loan trả tiền để được Mỹ bảo vệ, đồng thời lên án Đài Loan thâu tóm ngành công nghiệp sản xuất chip điện tử của Mỹ. Những tuyên bố như vậy của người sẽ là tổng thống Mỹ làm cho hai 3, 3 triệu dân Đài Loan mất tinh thần và mở ra một cơ hội vàng để Bắc Kinh đẩy mạnh tuyên truyền rằng Đài Loan sắp bị Mỹ bỏ rơi. Tỷ phú Elon Musk, nhân vật mới nhất thân cận và có ảnh hưởng lớn đến ông Trump, cũng là doanh nhân có mối làm ăn lớn ở Trung Quốc, nhiều lần khẳng định rằng Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và lệnh cho công ty SpaceX mà ông ta sở hữu chuyển các hoạt động sản xuất ra khỏi Đài Loan cứ như hòn đảo dân chủ này sắp bị tấn công hủy diệt. Trong quá khứ, ông Musk từng nhận lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin không cung cấp dịch vụ vệ tinh viễn thông Starlink của SpaceX tại khu vực Đài Loan để làm vui lòng ông Tập Cận Bình. Hành động của Musk đang góp phần thúc đẩy tuyên truyền của Bắc Kinh về Đài Loan và có thể Musk đang sắm vai trung gian hòa giải giữa ông Trump và ông Tập trong các vấn đề địa chính trị. Ukraine là một ẩn số khác. Nếu Mỹ chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine và thuyết phục Kiev chấp nhận một thỏa thuận đình chiến với Nga theo những điều kiện có lợi cho Moscow, như kế hoạch của Phó Tổng thống tân cử J.D. Vance, thì đó là phần thưởng từ trên trời rơi xuống cho giới lãnh đạo Trung Quốc. Cả ông Trump, ông Vance, ông Rubio và ông Waltz đều không muốn tiếp tục viện trợ Ukraine, mà chuyển sang ủng hộ Nga để tìm cách chia rẽ mối liên kết Nga-Trung Quốc. Theo chính sách mà giới phân tích chính trị gọi là reverse nixon. Đảo ngược chính sách của cố tổng thống Richard Nixon bắt tay với Trung Quốc để cô lập và triệt hạ Liên Xô đầu thập niên 1970. Nếu Washington bỏ rơi Kiev thì Trung Quốc sẽ có cơ hội vàng để phá hủy các liên minh quốc tế của Mỹ ở cả châu Âu và châu Á, chỉ ra cho thế giới thấy Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy, những cam kết của Mỹ chẳng có chút giá trị nào và đã đến lúc phải rũ bỏ cái trật tự thế giới do Mỹ đặt ra. Và lãnh đạo mấy chục năm nay trong hai chén thuốc độc Trung Quốc đã tránh được chén thuốc độc hơn trong nhiệm kỳ mới của ông trump chắc chắn Bắc Kinh gặp nhiều khó khăn nhưng xem ra lợi nhiều hơn hại nghĩ rằng ông trump sẽ đánh Trung Quốc te tua là một ý nghĩ hơi hợt xuất phát từ mong ước chống Trung Quốc hơn là thực tế chính trị cường quốc Việt Nam có được tự do và thịnh vượng hay không có thoát chung được hay không là do nỗ lực của người Việt trong và ngoài nước chứ không thể trông cậy vào một thế lực bên ngoài, dù đó là Tổng thống tân cử Donald Trump hay nước Mỹ hùng cường nhất thế giới. Và thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin quý vị hãy bấm like và viết nhiều comments cũng như chia sẻ các nội dung của KTV tới nhiều người để biết. Đây là cách có thể góp phần chấn hưng dân khí nâng cao dân trí của con người cũng như xã hội Việt Nam với mục đích để góp phần đưa đất nước Việt Nam phát triển đi đến thịnh vượng, giàu mạnh và mọi người ấm no hạnh phúc. Xin chúc quý vị một ngày an lành, vui vẻ và hạnh phúc và xin gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.